Chợ Miền Tây mình chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Chợ Miền Tây. Hôm nay mình đến chùa Cần Giờ 2 để mình chia sẻ những hình ảnh ghe ngò của chùa Cần Giờ 2 chuẩn bị hạ thủy vào ngày mai để thử tốc độ ghe ở dưới sông như thế nào. Đến lễ hội của đồng bào Khmer Ốc Ông Bóc Sóc Trăng 2022 thì Chợ Miền Tây đến đây để ghi lại những hình ảnh này để gửi đến quý cô chú anh chị. Bây giờ mời quý cô chú anh chị vào bên trong để xem như thế nào nhé. Bạn cho nên các chùa đều khẩn trương để chuẩn bị cho mùa giải Ốc Ông Bóc năm 2022. Thì ngày mai sẽ ghe gần giờ 2, lúc 9 giờ sẽ di chuyển xuống cái dòng sông ngay chỗ cái dốc cầu, ngay chỗ mấy chiếc xe đó các bạn. Người ta sẽ thử ghe xong. Theo lịch thì thử xong một ngày mai là ngày thứ 6 và qua ngày thứ 7 thứ Chủ nhật thì chiếc ghe của Cần Giờ 2 sẽ đến dòng sông Bataro của thành phố Sóc Trăng cũng thử ghe xong. Rồi sau đó về sẽ bắt đầu trở lên chạy ghe và bắt đầu sơn lót màu trắng và chuẩn bị lên Hoa Văn để tham dự lễ Ốc Ông Bóc 2022 tại thành phố Sóc Trăng. Thì bây giờ mình sẽ mời quý chú anh chị vào bên trong ngôi chùa Cần Giờ 2 để mình xem nha. Đây, bây giờ trước hết là mình đi dọc bò vào cái cửa chính của ngôi chùa Cần Giờ 2 các bạn. Đây là cái chùa. Thì hiện bây giờ chùa cũng có cắt mấy cái tăng xá phía sau đó các bạn. Bây giờ Thanh sẽ đi dọc vào cho quý cô chú anh chị xem luôn nha. Đây là cái hình ảnh mình đang đi vào trong bổn chùa. Đó các bạn, hiện bây giờ là chùa đang cắt mấy cái tăng xá phía sau với bên chùa đó các bạn. Đây. Thì đây là cái chánh điện của chùa Cần Giờ 2 hiện nay các bạn. Rồi bây giờ Thanh sẽ đi dọc cho quý cô chú anh chị thấy hình ảnh của ngày hôm nay. Thì mình thấy chùa năm nay cũng sẵn sàng nhiều cái chuẩn bị cho cái lễ thể dục thể thao mà môn đua ghe của đồng bào Khmer các bạn, thì khá là nhanh gọn. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong. Thì cái phía trước mình thì các bạn nhìn thấy là những cái này là năm 2020 á các bạn, thì đã dùng để mà luyện tập cho các đoàn động viên ghe ngò của chùa Cần Giờ 2. Thì năm nay thì bắt đầu cái chỗ này cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi các bạn. Đây là cái đồ để mà kéo tạ cho các vận viên của ngôi chùa Cần Giờ 2 nha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ đi dọc cho các bạn thấy. Thì sau khi người ta thử ghe xong thì bắt đầu chùa bắt đầu sẽ có cái lịch trình để chuẩn bị cho các vận động viên đến để là luyện tập thể lực trước, rồi sau đó mới xuống sông tập bơi. Thì lúc đó là cũng đã vào cái lễ thi đấu nha các bạn. Đây là toàn cái khung này, cái đồ để luyện tập lực đó các bạn, tập tạ đó. Đây, bây giờ Thanh đang đi gặp cho quý cô chú anh chị thấy của ngày hôm nay. Thì trong những ngày trước thì Thanh cũng đưa về cái tình hình ghe của Cần Giờ 2 thì đang sửa và đôn dán lại và chuẩn bị cho mùa giải các bạn. Thì ngày mai thì mình thấy là người ta sơn lót rồi đó. Với mà ghe thì người ta cũng sẵn sàng cho mùa giải năm nay hết trơn. Thì mình cũng mong chúc cho cái ghe ngò của chùa Cần Giờ 2 năm nay đạt nhiều thành tích cao trong cái lễ thi đấu Ốc Ông Bóc 2022 sắp diễn ra trên dòng sông Bataro của thành phố Sóc Trăng. Đây là cái hình ảnh các bạn, ở phía sau đó người ta đang xây cái tăng xá đó các bạn, với ở sau là thầy đang đổ mấy cái cụ cột của phía sau nữa. Thì bây giờ thì chỗ đó mình không có ghe. Mình thấy người ta đang làm. Đây các bạn, đây là cái khung cảnh xung quanh của ngôi chùa Cần Giờ 2 nha các bạn. Để hành đi cho quý cô chú anh chị thấy rõ hơn nha. Đây cái chỗ này là tăng xá đang xây dựng đó các bạn. Thì hiện bây giờ tăng xá đang xây dựng cũng khá là đẹp mắt rồi đó các bạn. Thì nó tô vẽ thêm cái ngôi chùa mình, nó thêm cái nét đặc trưng hơn của người Khmer. Đây, trước hết thì mình vào xem ghe thì mình xung quanh chùa để mình ngắm lại cái hình ảnh của chùa Cần Giờ 2 nha quý cô chú anh chị. Rất là đẹp nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái khu vực chạy ghe để mình xem tiến độ của ghe Cần Giờ 2 đã chuẩn bị những bước gì để cho ngày mai xuống sông ở gần khu vực của bổn chùa để mà thử ghe. Thì mình thấy là xa thì hôm nay thì các thợ đều được nghỉ các bạn, do người ta đã chuẩn bị sẵn sàng hết trơn rồi.
đã hoàn tất cái công đoạn mà cho thử ghe, cho nên bây giờ Thanh sẽ mời quý cô chú anh chị đi vào bên trong cái chạy ghe để mình tìm hiểu rõ hơn. Thì trong những ngày qua thì mình sẽ tiếp tục cập nhật liên tục các chùa có ghe mà tham gia lễ hội Ốc Ông Bóc của thành phố Sóc Trăng, thì mình sẽ đến ghi hình để gửi đến quý cô chú anh chị xem, để tham gia tham khảo tới cái ngày lễ hội. Thì từ nay tới đó cũng khoảng còn 2 tháng mấy nữa quý cô chú anh chị. Cho nên bây giờ Thành sẽ đến cái chỗ cái chạy ghe để mình xem nha. Mình xem ghe sẽ chuẩn bị như thế nào nha. Thì mình thấy đã sẵn sàng rồi các bạn. Đây rất là đẹp luôn. Đây là hiện bây giờ thì cũng đang cúng kiến cho ghe để chuẩn bị ngày mai xuất bến để mà thử ghe nha quý cô chú anh chị. Đây. Thì mình cũng xin nhắc lại nha, ngày mai là đúng 9 giờ thì ghe Cần Giờ 2 sẽ hạ thủy xuống dưới sông của gần bổng chùa để thử ghe. Rồi lịch là thứ bảy chủ nhật bắt đầu sẽ di chuyển ra tới dòng sông Patago, là nơi diễn ra cái lễ hội Ốc Ông Bóc của đồng bào Khmer mình tại thành phố Sóc Trăng đó quý cô chú anh chị. Đây, đây là cái toàn cái cảnh ghe người ta đã sơn rồi các bạn, và chuẩn bị rồi sẵn sàng hết trơn nha các bạn. Đây. Thì đây các bạn nhìn thấy là toàn cái cảnh ghe nè. Đây là toàn cái cảnh ghe của chùa Cần Giờ 2 ngày hôm nay nha. Đây. Đây giờ Thanh sẽ đi dọc một vòng cho quý cô chú anh chị thấy nha. Thì là thuyền câu đồ đã sẵn sàng, dầm bơi trên ghe cũng sẵn sàng hết rồi. Thì ngày mai chỉ có là các vận động viên sẽ tiếp để phụ di chuyển ghe ra ngoài dòng sông để mà mình thử ghe đó. Đây các bạn nhìn thấy. Thì năm nay cái thuyền câu nó sơn màu tím nha các bạn. Đây. Đây. Đây các bạn nhìn thấy nè. Mình sẽ đi dọc hết chiếc ghe cho quý cô chú anh chị thấy. Thì bữa nay là mình cũng xin nhắc lại là các thợ với các vận động viên, người ta bữa nay người ta sẽ được nghỉ ngơi các bạn, để mà chuẩn bị cho ngày mai người ta luyện tập thử các bạn. Thì cũng có xài một số vận động viên cũng khá là nhiều nha. Đây là toàn cái cảnh ghe của Cần Giờ 2, hôm nay mình chia sẻ cho quý cô chú anh chị xem. Đây các bạn, ghe của chùa Cần Giờ 2 nha quý cô chú anh chị. Còn ở đây là ngày mai mình cũng xin nói cho quý cô chú anh chị, thì ghe sẽ đi theo cái hướng này các bạn, theo cái hướng cái đê đó đó, rồi đi thẳng ra cái chỗ mà cái đám ruộng mà người ta còn chưa có dầm đó các bạn, đi thẳng ra đó rồi tới cái hàng dừa bên đó, người ta sẽ hạ ra thử xuống khu vực đó để cho ghe bắt đầu thử ghe. Và sau 3 ngày thì ngày mai là thử ghe ở khu vực này thôi, thứ bảy chủ nhật sẽ đem ra dọc sông Bataro để mà thử. Thì theo lịch là như vậy, thì sau khi thử xong người ta sẽ đem về chùa, sẽ sơn lót thêm một lót nữa màu trắng, và bắt đầu người ta mới lên Hoa Văn để tham dự lễ hội Ốc Ông Bóc 2022 tại thành phố Sóc Trăng năm nay. Thì mình cũng xin chúc cho đội ghe của Cần Giờ 2 năm nay đạt nhiều thành tích cao trong cái lễ hội ngày hôm nay của năm 2022 nha quý cô chú anh chị. Đây. Đây các bạn. Đây, rồi bây giờ mình sẽ đi vào dọc ở khu vực ghe nha các bạn. Đây bây giờ mình sẽ nhìn lại cái khu vực ghe của Cần Giờ 2 các bạn. Đây. Đây, mình thấy nè các bạn. Đây các bạn, quý cô chú anh chị thấy nè. Là ghe nó đã sẵn sàng cho ngày lễ hội chuẩn bị các bạn. Thì năm nay ghe Cần Giờ 2 cũng chuẩn bị khá chu đáo để tham dự cái lễ hội năm nay.
đây các quý chú anh chị, thì dầm và từng câu đồ sẵn sàng hết. Cái này là nghệ nhân thịt xia đóng rồi các bạn, của ghe Trần Gà Hai. Thì ông gài thợ cũng nghệ nhân này cũng là đến đây để mà sửa chữa lại đó các bạn, đôn dán kích dán rồi lại đó, để cho ghe nó thử ghe như thế nào đó, rồi người ta về người ta canh chỉnh lại ghe các bạn, để cho nó đạt được cái mức độ tốt nhất và thành công nhất. Ở đây thì cái con câu màu tím các bạn. Năm ngoái thì cái nước sơn của chiếc ghe nó màu vàng nha quý cô chú anh chị. Ở chỗ này là chỗ cúng các bạn. Này, mình sẽ cho quý cô chú anh chị thấy hết luôn. Còn ghe. Và bây giờ chợ miền Tây cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý cô chú anh chị và các bạn một ngày mới vui vẻ, và hãy đón xem những video kế tiếp của chợ miền Tây. Nếu có hay hữu ích hãy đăng ký kênh, nhấn chuông chia sẻ cùng xem. Xin thân ái mến chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video kế tiếp của mình. Xin tạm biệt.